mua được mèo ốc rồi, nhiều cái nó rẻ lắm mà. Mèo ốc dại. Mà bà nó lấy nổi mà nó không lấy. Người ta bán 50.000 mà thôi, bây giờ em mua có 7.000 thôi. Một bao nó đầy đến đấy rồi dân. Nhà về tổng bố được nhà cả.